tháng 4 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ, nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với những người không may mắc phải hội chứng tự kỷ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính trên toàn cầu, cứ 160 người thì có một người tự kỷ. Tự kỷ là một loạt các rối loạn phát triển lan tỏa với nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, phát triển sớm trong những năm đầu đời ở trẻ. Rối loạn phổ tự kỷ ảnh hưởng trực tiếp đến 3 khía cạnh: giao tiếp, hành vi và tương tác xã hội của một người. Dù không phải là bệnh, nhưng tự kỷ kéo dài đến hết đời gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cho người không may mắc hội chứng này. Ngày nay, tình trạng trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ có xu hướng gia tăng. Số lượng trẻ đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng đông. Đây là thực trạng rất đáng báo động. Đa số các phụ huynh khi biết con mình mắc chứng tự kỷ thường rơi vào tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng. Do thiếu kiến thức, nhiều cha mẹ thường có xu hướng sai lầm là tự đổ lỗi cho bản thân vì không biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng, thiếu quan tâm đến con, dẫn đến việc con bị tự kỷ. Bên cạnh đó, can thiệp tự kỷ là một quá trình lâu dài, không có hạn định về thời gian. Điều này càng khiến phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ dễ lâm vào bế tắc. Do đó, để quá trình đồng hành cùng con đạt được kết quả tốt, điều quan trọng nhất đối với các bậc phụ huynh là sự quyết tâm đồng hành, kiên trì, tin tưởng, yêu thương dành cho trẻ. Phụ huynh cũng cần trang bị kiến thức cho bản thân để xác định thời gian can thiệp phù hợp nhất cho trẻ. Theo các chuyên gia, cơ hội vàng để can thiệp cho trẻ mắc chứng tự kỷ là dưới 3 tuổi. Và thời điểm dễ phát hiện điều trị nhất ở hội chứng này là thời điểm trẻ 24 tháng tuổi. Đối với những gia đình mà có con có những cái biểu hiện nghi ngờ tự kỷ hoặc là tự kỷ thì chúng ta cần lưu ý. Cái thứ nhất là đối với trẻ tự kỷ thì những cái trẻ đấy được nên được khám sớm, phát hiện sớm và can thiệp sớm thì nó sẽ rất tốt cho cái hiệu quả can thiệp của con, và nó sẽ giúp giảm bớt những cái ảnh hưởng về cái chất lượng sinh hoạt cũng như là giao tiếp cũng như là hòa nhập xã hội. Cái thứ hai nữa là vậy thì như thế nào là sớm? Sớm có nghĩa là khi mà cha mẹ cho con đi khám được nhà chuyên môn tư vấn là con có những cái biểu hiện bất thường rồi, có những dấu hiệu nghi ngờ của rối loạn phát triển lan tỏa rồi, thì chúng ta cần phải bắt tay vào can thiệp ngay cho con, chứ không để đến khi mà trẻ có biểu hiện đầy đủ các triệu chứng của một trẻ tự kỷ thì ta mới can thiệp. Và cái tuổi mà can thiệp tốt nhất cho con đó là từ 2 đến 4 tuổi và giai đoạn vàng giai đoạn trước 3 tuổi. Trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều tác động tiêu cực về sự phát triển, như rất khó hoặc không thể hòa nhập được vào cộng đồng xung quanh, ngại khi phải tiếp xúc với người khác, thụ động, giảm khả năng giao tiếp, trở nên vô cảm, không biết quan tâm đến người khác, có những hành động tự làm đau bản thân, không thể đi học như các bạn đồng trang lứa, không biết phân biệt đúng sai, không thể tự chăm sóc bản thân nên bị lệ thuộc vào gia đình. Rối loạn phổ tự kỷ có thể bắt đầu ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, nhưng cũng không ít trường hợp phát triển bình thường cho đến năm 3-4 tuổi mới hình thành các triệu chứng. Dấu hiệu dễ nhận biết ở trẻ mắc chứng tự kỷ là giảm tương tác xã hội, giảm giao tiếp và có những hành vi bất thường như thực hiện các hành động dập khuôn, cuốn hút quá mức với TV quảng cáo, đi kiễng gót, chạy vòng quanh. Khi thấy con có các dấu hiệu trên, phụ huynh nên cho con đi khám để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Hiện không có xét nghiệm y khoa hoặc xét nghiệm máu cho chứng tự kỷ. Vì vậy, các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý, các nhà giáo dục thường đánh giá hành vi của trẻ thông qua các bộ công cụ đã được kiểm nghiệm. Hội chứng tự kỷ dễ bị nhầm với tình trạng chậm nói, chậm phát triển hay một số bệnh khác như khuyết tật thính giác. Do đó, để xác định chính xác trẻ có bị tự kỷ hay không, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám sàng lọc và được tư vấn bởi các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, giáo dục để có chẩn đoán chính xác và có phương pháp can thiệp phù hợp. Có một số giả thuyết người ta cho rằng là cái yếu tố gen nó đóng vai trò quan trọng, kèm theo một số những cái yếu tố môi trường bất lợi khác như là mẹ trong quá trình mang thai bị nhiễm vi khuẩn, virus,
Thứ hai nữa là con sinh có thể bị ngạt, bị sang chấn não hoặc là can thiệp sản khoa hoặc là sinh non. Cái thứ ba nữa là những trường hợp mà có tổn thương thần kinh. Một số yếu tố như là gia đình mà thiếu sự quan tâm này, rất là ít quan tâm đến trẻ hoặc là cho trẻ xem TV điện thoại nhiều, nó không phải là nguyên nhân gây nên tự kỷ, nhưng mà nó sẽ làm cho mức độ của tự kỷ khó nặng hơn. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là bệnh viện đầu ngành về chẩn đoán điều trị nhi khoa tại Thanh Hóa. Trong những năm qua, bệnh viện đặc biệt quan tâm thực hiện mục tiêu phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, đồng bộ, phục vụ công tác chẩn đoán điều trị nhiều mặt bệnh, đặc biệt là can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ. Từ năm 2009, bệnh viện đã thành lập khoa thần kinh tâm bệnh. Trong đó, đơn nguyên tâm bệnh trực tiếp tiến hành khám và điều trị cho nhóm bệnh nhi rối loạn phổ tự kỷ. Bệnh viện thường xuyên cử cán bộ đi học chuyên sâu về lĩnh vực đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ, đầu tư về trang thiết bị để khám, đánh giá và can thiệp cụ thể như đồ chơi, đồ dùng, sách, tranh ảnh phục vụ các hoạt động can thiệp cho trẻ. Hàng năm, bệnh viện còn mời các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi Trung ương về giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm, giúp cán bộ làm việc tại khoa nguyên đơn tâm bệnh được cập nhật kiến thức mới để áp dụng trong điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đón tiếp từ 10 đến 30 trẻ đến khám với các biểu hiện sớm của rối loạn phổ tự kỷ như chậm nói, tăng động, giảm chú ý, chậm phát triển tâm thần, rối loạn giấc ngủ, v.v. Bệnh nhân can thiệp ngoại trú có thời điểm lên đến 100 bệnh nhi một ngày. Nhưng từ năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng bệnh nhân giảm còn 40 đến 60 bệnh nhi một ngày. Bệnh nhân can thiệp ngoại trú tại đơn nguyên chủ yếu là tính tự kỷ không điển hình và tính tự kỷ ở trẻ em, chậm phát triển tâm thần, rối loạn tăng động, giảm chú ý. Bệnh nhi này đã điều trị can thiệp ngoại trú ở Bệnh viện Nhi được một thời gian. Khi thấy con chậm nói, gia đình đã đưa con đi khám. Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán là tính tự kỷ không điển hình, được điều trị can thiệp ngôn ngữ trị liệu tại bàn cá nhân và hoạt động trị liệu tại phòng vận động. Sau khi được điều trị can thiệp tích cực tại bệnh viện, bệnh nhi đã có những tiến bộ nhất định. Gia đình phát hiện cháu thì nói chung là cũng lúc nãy cũng bỡ ngỡ, thì rồi cũng bố mẹ ông bà thì cũng động viên là đưa cháu đến đây, thì là cô chú đồng hành với cô chú ở bệnh viện Nhi đến bây giờ, là rồi ông bà rồi gia đình thì cũng biết là cảm ơn cô chú thôi. Nhiều phụ huynh là sau khi mà chưa chấp nhận, sau khi thăm khám thì vẫn chưa chấp nhận được cái tình trạng, cái khó khăn của con, nên là vẫn còn chần chừ do dự chưa cho con đi can thiệp sớm, để làm mất, để mất đi cái cơ hội được can thiệp mà ở những cái giai đoạn vàng của các con ạ. Ngoài Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều trung tâm can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Trung tâm chuyên biệt Bầu Trời Xanh được thành lập năm 2014 với 20 giáo viên. Hiện trung tâm đang hỗ trợ can thiệp cho 90 học viên với mục đích hỗ trợ can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập hỗ trợ cho nhóm trẻ, chậm phát triển ngôn ngữ, tự kỷ, tăng động, khó khăn về học, đau, giúp trẻ vượt qua khó khăn phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm hòa nhập và tự lập trong cuộc sống. Những năm qua, trung tâm luôn nỗ lực tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện cho học sinh. Ngoài giờ can thiệp cá nhân, trẻ đến đây còn được can thiệp nhóm, học vận động điều hòa cảm giác, cảm thụ âm nhạc trong giờ điều trị âm nhạc, kỹ năng sống. Chính các biện pháp can thiệp như thế này giúp trẻ tự kỷ được cải thiện các kỹ năng một cách toàn diện. Gia đình tôi thì không may cũng ba cháu đều bị chứng rối loạn ngôn ngữ và không chậm nói, và nói chung là không phát triển như trẻ bình thường. Như đứa trẻ bình thường thì là rất là gia đình rất áp lực và khó khăn về kinh tế rất nhiều. Gia đình thì cũng yên tâm về cái phần cho cháu đến đi học. Thầy cô giáo thì các bạn bè thì cũng góp ý, thì bảo cũng cứ yên tâm, cũng kiên trì để mà cho cháu học á. Rồi đến bây giờ thì đúng là cháu thì cũng có cái biến chuyển rất nhiều. Thật là cũng cảm ơn đúng là trường lớp ở đây, thì cũng thầy cô giáo thì cũng dạy dỗ, cũng mong là gian là
các thầy cô chú ý đến con cháu để mà dạy dỗ cho cháu cho nên người. Ngoài việc can thiệp sớm cho trẻ nhỏ, Trung tâm chuyên biệt Bầu Trời Xanh còn dạy kỹ năng sống cho trẻ lớn hơn nhằm tăng tính độc lập cho các bạn khi ở nhà, trường học và cộng đồng. Việc học kỹ năng sống sẽ giúp trẻ tự chăm sóc bản thân và tương tác tốt với mọi người xung quanh. Chương trình can thiệp của trung tâm ngoài các phương pháp mà được có kiểm chứng khoa học để áp dụng vào trong chương trình giảng dạy đối với học sinh, thì cái mục tiêu mà hướng đến của trung tâm luôn luôn là đặt ra đối với là trẻ VIP và gia đình luôn là trung tâm trong quá trình can thiệp. Vì mỗi trẻ VIP là một cá thể riêng biệt. Vì thế khi các con đều có một cơ hội học tập theo một cách riêng phù hợp với các con. Và trong khi đó trong quá trình can thiệp đấy thì phụ huynh và gia đình luôn là những người phải can thiệp tích cực nhất, phối hợp cùng với các thầy cô giáo để mang lại hiệu quả tốt nhất cho con. Trong khi đó gia đình thì sẽ luôn được hỗ trợ, hướng dẫn trong suốt quá trình can thiệp với con tại trung tâm. Đó là cùng cái mục tiêu mà trung tâm luôn đặt đề ra để làm sao phụ huynh có thể là nhận thức được và hiểu thêm về các phương pháp giảng dạy cho con tại nhà. Với mong muốn như vậy thì phụ huynh mới có thể đồng hành cùng với con trong quá trình về lâu dài cũng như là phối hợp cùng với nhà trường để đưa các con ngày càng phát triển hơn. Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng rất nhọc nhằn và nhiều nỗi gian truân. Đối với các cô giáo dạy trẻ tự kỷ còn vất vả hơn nữa. Cô Hoàng Thị Vẽ đã có gần 10 năm gắn bó với công việc dạy trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Hành trình đến với công việc này của cô cũng khá gian nan. Cô Vẽ có con không may mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Thời gian đầu khi mới phát hiện con bị mắc, cô đã đưa con đi khắp nơi để can thiệp với hy vọng 1-2 năm sau con sẽ như các bạn cùng trang lứa. Nhưng càng đồng hành cùng con, cô lại càng hiểu được những khó khăn mà con gặp phải. Sau một thời gian dài trăn trở suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, cô đã đưa ra quyết định nghỉ công việc đang làm để đi học và xin vào làm giáo viên dạy trẻ tự kỷ tại Trung tâm Tâm Sáng, với hy vọng đồng hành giúp đỡ con cũng như các bạn nhỏ khác giống như con mình. Bố mẹ thì mỗi năm thì sẽ già đi và con thì ngày càng trưởng thành, nên là tôi cũng muốn đồng hành cùng con để giúp đỡ cho con và sau này sẽ kiếm được công việc phù hợp, có được một công việc phù hợp để nuôi sống được bản thân và muốn giúp đỡ cho những bạn cùng khuyết tật giống như con. Hiện tại Trung tâm Tâm Sáng có 14 giáo viên, tất cả đều được cử đi học đào tạo bài bản các phương pháp và kỹ năng dạy trẻ tự kỷ. Trong đó có một số cô có con mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Bởi vậy, ngoài trách nhiệm của một nhà giáo, các cô còn thấu hiểu và cảm thông sâu sắc đối với các trẻ và gia đình của trẻ. Hiện nay, trung tâm đang hỗ trợ can thiệp cho trẻ chậm nói, tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, bại não, đau, khó khăn trong học tập. Ngoài các nội dung học tập cơ bản, thời gian tới trung tâm còn một số chương trình như thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ phương pháp dạy trẻ nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ các phương pháp làm cho con mình ngày càng tiến bộ hơn. Mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này về hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các chương trình can thiệp mới. Đối với nhóm học sinh nhỏ, sẽ can thiệp sớm để các em có thể phát triển toàn diện về nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng, hướng tới hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Đối với nhóm học sinh lớn, trung tâm cũng định hướng dạy nghề với các nghề thời vụ như chế biến măng, bánh trung thu, bóc hành, lạc, các nghề lâu dài như may, tin học, nội thất, làm hoa handmade, v.v. Thời gian tới của trung tâm là một là tổ chức tập huấn các buổi chuyên đề nhằm giúp giáo viên của các cơ sở tiếp cận các phương pháp khoa học, các phương pháp can thiệp mới. Thứ hai là mời các chuyên gia trong các lĩnh vực về hỗ trợ những trẻ gặp khó khăn trong trung tâm. Thứ ba là tổ chức các buổi chia sẻ nhằm kết nối giữa phụ huynh và trung tâm nhằm giúp phụ huynh hiểu về những khó khăn của con mình và đồng hành hỗ trợ cùng với giáo viên để đưa các con vào môi trường hòa nhập. Thứ ba là định hướng chú trọng nhất trong thời gian sắp tới của trung tâm mình là định hướng về nghề nghiệp ạ. Ví dụ nhóm học sinh lớn thì bên mình sẽ tổ chức các hướng nghiệp về thời vụ ạ. Thứ nhất là làm bánh trung thu, làm măng muối và bóc hành ạ. Còn hướng nghiệp về lâu dài thì trung tâm mình sẽ định hướng các cái nghề như là tin học, may và đồ gỗ nội thất ạ.
vì họ làm ho hai mét. Thấu hiểu và đồng cảm với các phụ huynh có con mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, hiện nay các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã có một số trung tâm chuyên biệt. Trung tâm chuyên biệt Hậu Lộc Xanh là một trong số các đơn vị như thế. Cô Lê Thị Hằng, giám đốc trung tâm, vốn là một giáo viên dạy trẻ tự kỷ ở một trung tâm chuyên biệt lớn của thành phố. Trong thời gian làm việc tại đây, cô đã trực tiếp can thiệp cho rất nhiều trẻ tự kỷ đến từ các huyện trong tỉnh. Thấu hiểu nỗi vất vả của gia đình có con bị tự kỷ, cô quyết định trở về Hậu Lộc mở trung tâm để các gia đình có con mắc chứng tự kỷ không phải đi xa mà vẫn có thể hỗ trợ can thiệp cho con. Khi biết cháu bị tự kỷ thì gia đình cũng áp lực và khó khăn. Học ở trên thành phố thì đi lại xe cộ nó vất vả. Khi biết trung tâm của bầu ở Hậu Lộc Xanh ở đây thì chị cho cháu học cũng là thời gian cũng được 2 năm thì thấy cháu cũng phát triển và gia đình cũng có một phần là mừng. Và chi phí thì học trên thành phố thì rất cao, nên đi về ở đây thì xe cộ đỡ được xe cộ và đỡ được tiền học phí của cháu rất là nhiều. Gia đình cũng cảm ơn trung tâm Hậu Lộc Xanh rất nhiều và các cô cũng rất là tận tình chu đáo. Thì gia đình đưa xuống Hậu Lộc Xanh để cho học thì Hậu Lộc Xanh ấy, các cô giáo cũng rất nhiệt tình chăm sóc và dạy dỗ từng đi từng tí để cho cháu trưởng thành. Thì được một thời gian cháu đã tiếp xúc với bạn bè và nói được và gọi được một từ gọi là ông hoặc bà, anh, chị. Thì thời gian sau lại tiếp tục quay lần là kêu gọi được là ông bà, bố mẹ, rồi là viết được, nói bảo viết chữ bố thì cháu cũng viết được chữ bố, và viết chữ ông thì cháu cũng viết được chữ ông, mà cháu cũng đếm được từ 1 cho đến 10, 10 cho đến 20, và hỏi cháu đọc được chữ gì, chữ A thì cháu nói chữ A, mà dìa chữ B thì cháu cũng nói được chữ B. Nhờ tâm huyết của cô Lê Thị Hằng, năm 2018, Trung tâm Hậu Lộc Xanh đã được thành lập với 8 giáo viên và nhân viên dạy, chăm sóc, hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ mắc chứng đau, trẻ khuyết tật trí tuệ, chậm nói, tăng động, giảm chú ý, v.v. Khi đến với trung tâm, trẻ được học can thiệp cá nhân 1-1, can thiệp nhóm, lớp tiền tiểu học, vận động, ăn bán trú tại trường. Đặc biệt, trung tâm còn giảm học phí đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mở ở huyện thì cũng gặp một vài vấn đề khó khăn, như là thứ nhất là cái vấn đề tư tưởng, chủ quan tâm lý của phụ huynh ấy, rồi nhận thức về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ đang còn hạn hẹp. Cái thứ hai nữa là một cái tư tưởng của phụ huynh đó là buông xuôi, mặc kệ. Có rất là nhiều nhà đi thành phố và đi nhiều nơi đi test tâm lý ấy, nhưng mà cũng cho đi can thiệp nhiều nhưng mà không có cái sự kiên nhẫn, không có sự kiên trì rồi cái sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường ấy, nên là bé chậm tiến bộ. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề kinh tế, tại vì ở huyện thì đa phần là các phụ huynh thì đều làm nông, mặc dù là rất muốn đi học nhưng mà điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, tại vì không phải là học 1-2 ngày hoặc là 1-3 tháng, cái này can thiệp thì phải can thiệp lâu dài. Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Thanh Hóa ra đời từ năm 2015, trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa và Mạng lưới tự kỷ Việt Nam do chị Lê Vi Linh làm chủ nhiệm. Thành viên của câu lạc bộ gồm các gia đình có con tự kỷ và những người quan tâm chăm sóc dạy dỗ trẻ tự kỷ. Đây là tổ chức được mở ra để kết nối các gia đình có con mắc chứng tự kỷ với nhau, với tâm nguyện sẻ chia kinh nghiệm, phương pháp dạy trẻ. Trong suốt 7 năm qua, câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Thanh Hóa với những hoạt động tích cực ý nghĩa của mình đã trở thành một mái nhà cho trẻ tự kỷ và là nhịp cầu gắn kết của các phụ huynh không may có con mắc hội chứng này. Trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ là những thân phận thiệt thòi trong cuộc sống, không có được nhận thức trí tuệ bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Hành trình can thiệp cho trẻ tự kỷ đầy vất vả, gian nan và không xác định được điểm dừng. Bởi vậy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay giúp đỡ, thấu hiểu, sẻ chia để có thể đem đến cho các em và gia đình niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.